Mến chào cô chú và anh chị, hôm nay Tâm lại review và giới thiệu cho gia đình mình một căn nhà rất là đẹp luôn. Đây, thì ở đây thì có hai căn, cô chú anh chị mình muốn chọn căn nào cũng được luôn, rất là tuyệt vời. Với diện tích là ngang 5, dài 28m, kết cấu là một dợp một lầu mái thái. Hướng nhà là hướng đông bắc thuộc về Tây Tứ Mệnh. Và điều đặc biệt của căn nhà này, cô chú anh chị, xe hơ, xe tải vào đến tận bên trong nhà mình luôn. Và ở đây thì được cái là đường xá thì thông thoáng, mà cơ sở hạ tầng cống thoát nước đầy đủ luôn. Ở đây thì đường đây là 4m, 5m rộng rãi luôn. Đó, 4m thì ở bên đây thì rộng ra luôn là được 5m nha cô chú anh chị nha. Và xe tải 5 tấn, 7 tấn vào bên trong nhà rất là thuận tiện. Và ở đây thì được cái là trên trục đường quốc lộ 1A, gần ngay cái chợ Gò Đen cô chú anh chị, vào bên trong nhà rất là gần luôn, chỉ có 2 cây số thôi. Và ở khu vực đây cô chú anh chị, nó rất là yên tĩnh, rất là an ninh luôn. Và điều đặc biệt nữa là có rất là nhiều biệt thự ở trong khu vực này cô chú anh chị ơi. Và cái căn nhà này á, với một cái diện tích ngang 5, dài tới 28m và đã có số nhà rồi. Căn nhà này là số nhà là 1237 luôn cô chú anh chị ha. Ở bên ngoài thì có cổng mái ngói rất là to luôn. Đấy, cổng mái ngói rất là to luôn cô chú anh chị nha. Và hai trụ cột bê tông cốt thép bự hơn Tâm luôn. Quá là tuyệt vời luôn. Đồng hồ điện, đồng hồ nước riêng biệt luôn cô chú anh chị mình yên tâm. Có hai cái cửa, cái đèn ngủ đây cô chú anh chị. Wow, quá là tuyệt vời luôn. Và ở đây ấy, thì được cái là được ốp tất cả bằng đá hoa cương, rất là dễ thương luôn cho cô chú anh chị luôn. Đó, một cái căn nhà ép cọc bê tông là 7m và đầy đủ hết là 36 tim. Cực kỳ là yên tâm cho cô chú anh chị luôn. Và ở đây thì có một cái lớp cổng 4 cánh đây, được cắt sắt CNC rất là dễ thương luôn. Ở một bên là trống đồng và một bên là phượng hoàng, phượng hoàng lửa luôn, rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị, với hai tông màu, màu đen và màu trắng. Và ở trong khu vực phần sân trước đây thì xe hơ, xe tải mình đậu thẳng luôn vào bên trong nhà với một cái khoảng sân là 6m cô chú anh chị ơi. Ở ngoài đây thì có một cái bồn bông đầy đủ hết cho gia đình mình và một cái bộ ghế đá để mình có thể là nhâm nhi vài tách cà phê. Diện tích của mình ngang 5 nên là cô chú anh chị thấy vào bên trong căn nhà rất là tuyệt vời luôn. Và Tâm cam kết với cô chú anh chị 100% ở trong trung tâm thành phố, quận nhất, quận 5, quận 3. Cô chú anh chị mình kiếm đâu ra một căn nhà 5 dài 28m với mức giá chỉ có 2,7 tỷ, còn thương lượng mạnh mẽ chính chủ bên Tâm luôn. Và sổ hồng riêng thổ cư 100%, cô chú anh chị mình yên tâm ha. Và ở đây thì vay được ngân hàng là 50-70% giá trị nhà. Và điều đặc biệt của căn nhà này cô chú anh chị là sổ hồng thổ cư hết rồi và tất cả đều full, và với có được là số nhà là 1237 rất là tuyệt vời. Và vị trí căn nhà thì cũng thuộc là Bến Lức, ở ngay Phước Lợi nha cô chú anh chị ha. Và từ cổng Gò Đen cô chú anh chị mình di chuyển vào bên trong nhà cũng rất là thuận tiện cho gia đình mình luôn. Mặt dựng đây bằng đá bóng kiến rất là sang luôn. Và căn nhà của mình á, với 4 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, phòng khách, phòng bếp và khoảng sân trước 6m, sân sau 6m, rộng rãi thoáng mát cực kỳ luôn. Diện tích là ngang 5 và 28m hướng đông bắc với mức giá 2,7 tỷ, còn thương lượng mạnh mẽ chính chủ luôn. Và ở ngoài tất cả cửa chính, cửa phụ cho đến là cửa sổ, cửa phòng ngủ đều là cửa nhôm sinh pha kiến cường lực, dày 12 ly hệ 0.5, rất là hợp lý cho cô chú anh chị luôn. Đó, rồi ở bên trong đây thì không gian của phòng khách đây cô chú anh chị ơi. Đó, được trần đây là đúc suốt hết và làm hệ thống đèn led, đèn lon và trần thạch cao giật cấp xuống rất là đẹp luôn. Và bên trên thì có được làm một cái đèn chùm. À, rất là sang cô chú anh chị ạ. Và điều đặc biệt ở bên dưới tất cả phòng khách cho đến từ phòng ngủ rồi đến phòng bếp đều ốp gạch đá bóng kiến là 80x80, rất là sang cho không gian của phòng khách cô chú anh chị. Mình cảm giác được là độ sang trọng và quý phái của cô chú anh chị ha. Bên tay phải Tâm đây có một cái bức tranh phong thủy rất là dễ thương luôn, người lái đò. À, và được nẹp chỉ rất là dễ thương cho cô chú anh chị luôn. Tất cả điện đài đều âm trong tường hết. Cô chú anh chị mình yên tâm, không còn có chơ nổi như là kiểu xưa nữa. Nên rất là hiện đại và rất là thẩm mỹ cô chú anh chị ha. Rồi bên tay trái Tâm đây thì có được làm một chú ngựa. À, chú ngựa này rất là hài, chú ngựa cẩm thạch đây. Chạy thẳng vào bên trong nhà luôn. Đó, chạy mà giống như ai dí vậy, chạy tét ghen luôn. Rồi vào đây thì có không gian của một cái bức tranh phong thủy rất là đẹp luôn về một cái thành phố, một cái thành phố trong mơ. Và đây thực tế chứ không phải là mơ. Và cô chú anh chị ơi, mình cũng được ốp nhựa PVC rất là sang luôn.
Đó, vừa đẹp vừa sang, mang tính thẩm mỹ cao. Và căn nhà của mình là căn gốc của chúng chị, nên là có cửa sổ, gió lùa vào cực kỳ là mát luôn. Đây là không gian của bếp, thì có hệ thống tủ bếp trên và tủ bếp dưới, và hệ thống đèn led, bộ đèn trần ở bên trên. Và cô chú anh chị ạ, với một cái không gian sống, một cái không gian sống rất là thoải mái, rất là đặc biệt, cô chú anh chị mình về mình ở rất là thoải mái. Cách 200m thì có chợ, trường học, bệnh viện, trạm y tế, thuê động, điện máy xanh, bách hóa xanh. Và ở đây thì được cái là xung quanh nhà cửa san sát nhau và có camera đầy đủ hết rồi. Đường thì đường xe ô tô và cống rãnh thoát nước đầy đủ thì quá là hợp lý, an tâm cho cô chú anh chị rồi. Đó, và hệ thống tủ bếp đây cô chú anh chị thấy rất là thoáng ha. Mặt bếp bằng đá hoa cương, bồn inox 304. Bồn đây rất là chắc chắn, kiên cố. Và cô chú anh chị ơi, với một cái bồn đẹp và sang như thế này thì mình rửa bát, rửa rau cũng rất là hợp lý ha. Rồi, tất cả đều được ốp gạch men rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Thì ở dưới tầng trệt thì không thể thiếu một cái phòng ngủ dành cho người lớn tuổi nha. Một cái phòng ngủ này rộng rãi, thoáng mát với 20m2. Đó, dành cho những cô chú lớn tuổi và có hệ thống cửa sổ hết rồi. Mưa tới rồi cô chú anh chị ơi. Đó, và mùa mưa thì cô chú anh chị mình mua nhà mình sẽ thấy được căn nhà của mình ha, không bao giờ bị thấm dột đây. Rồi ở đây là không gian của phần sân sau giếng trời, đây đầy đủ hết luôn cô chú anh chị nha. Đó, rất là mát mẻ luôn. Đây là phần sân sau giếng trời đây, rộng rãi thoáng mát. Đó, để mình nơi đó là nơi để cô chú anh chị mình để máy giặt, giặt đồ xong mình phơi đồ ở đây, và nhà vệ sinh ở bên ngoài luôn cô chú anh chị mình yên tâm, vừa thoáng vừa mát và vừa rất là hợp lý luôn. Đó, ở trong á được ốp gạch lên tới trần luôn nha cô chú anh chị ha. Và khu vực đây rất là yên tĩnh, rất là an ninh. Đó, camera đầy đủ hết cho gia đình mình luôn. Đó, và khi mà vào đến không gian của căn nhà nó mát mẻ do là trần đổ thật. Đó, trần đổ thật nên rất là mát mẻ cô chú anh chị. Với một bức tranh, đây là một cái hồ bơi ha cô chú anh chị ha, nẹp chỉ rất là đều luôn. Đấy, và một cái điểm nhấn cho không gian của căn nhà mình là những cái bờ tường không bị đơn điệu là tường phẳng không, mà có những cái điểm nhấn nẹp chỉ để cho gia đình mình cảm giác được là căn nhà của mình có phần sống động của những cái bức tranh, có những cái nẹp chỉ thì mình cảm giác được là căn nhà nó lúc nào cũng sống động hết. Rồi mời cả gia đình mình cùng lên trên lầu 1 của căn nhà. Thì lên lầu 1 căn nhà thì có hệ thống cầu thang với những bậc cầu thang bằng đá hoa cương, hai tông màu, màu đen và màu trắng, tay vịn bằng gỗ căm xe, kính cường lực dày 10 ly của chú chị ơi. Vừa thoáng vừa mát luôn ha, và rất là đẹp luôn. Và khi mà cô chú anh chị mình, những người lớn tuổi đi cầu thang thì không sợ bị vấp ngã đó, vì nó có hai tông màu nên rất là thoải mái luôn. Rồi đây là không gian của phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ này rộng rãi thoáng mát cực kỳ luôn cô chú anh chị ơi, rộng rãi thoáng mát cực kỳ luôn. 20m2, đèn ngủ, đèn led đó. Rồi hệ thống cửa đây là cửa nhôm sinh pha kiến cường lực hệ 0.5, rất là ok. Rồi đây là phòng ngủ thứ ba. Phòng ngủ này cô chú anh chị có được một cái bức tranh đó, một bức tranh về những chú thiên nga đó, ngọc trai rất là sang luôn. Và khi mà cô chú anh chị mình sau những giờ làm việc vất vả, mình về với tổ ấm của mình, mình về với căn phòng thân yêu của mình, bên gia đình những người thân đó, là quá hạnh phúc rồi đó. Đi đâu mệt mỏi về đến gia đình là vui vẻ ha. Rồi đây rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi, vừa đẹp vừa sang. Những dải lụa này cô chú anh chị mình có thể lau chùi rất là thuận tiện ha. Rồi nhà vệ sinh đây tích hợp với phòng tắm luôn, gạch thì được ốp lát cẩn thận lên tới trần luôn nha cô chú anh chị ha. Đó, và rất là sang với những cái gạch nền xám. Gạch nền xám này cô chú anh chị mình cảm giác rất là sạch sẽ, lúc nào cũng không bị ố vàng, và lúc nào cũng là đem đến cho cô chú anh chị cái sự nhẹ nhàng ha cô chú anh chị ha. Rồi đây là không gian của phòng ngủ cuối cùng, phòng ngủ thứ tư cho gia đình mình. Phòng ngủ này rộng rãi thoáng mát, và ban công bên ngoài ban công bên ngoài rất là mát mẻ luôn. Ở bên đây thì cô chú anh chị mình không sợ bị tạt ha. Và với một cái căn nhà đẹp và sang như thế này thì rất là tuyệt vời luôn. Bên ngoài đó là ban công đổ thật hết, và khu dân cư hiện hữu đông đúc luôn cho gia đình mình. Với một cái căn nhà vừa đẹp vừa sang, vừa mang tính thẩm mỹ cao, thì cô chú anh chị ơi nhanh tay gọi Tâm qua số điện thoại bên dưới video. Và Tâm xin nhắc lại thông tin của căn nhà này. Căn nhà này nằm trên trục đường quốc lộ 1A,
và ngay chợ Gò Đen, cô chú anh chị mình di chuyển vào thẳng bên trong nhà chỉ có 2 cây số thôi. Và nếu gia đình mình từ tất cả các quận trung tâm lên trên nhà chỉ mất khoảng là 30 phút thôi, như là quận nhất, quận 5, quận 3 hoặc là quận 8, nhất là Bình Tân, Tân Lửa thì lên trên nhà chỉ có 25 phút thôi. Và ở khu vực đây thì trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 đầy đủ hết, chỉ có 5 phút thôi. Và trường Đại học Kinh tế, trường Đại học Public, trường Đại học Văn Hiến thì chỗ có 15 đến 20 phút trên đường Nguyễn Văn Linh thôi cô chú chị ơi. Và điều đặc biệt của ở khu vực đây á, thì gia đình mình đến ở thoải mái cực kỳ luôn. Năm dài 28m với một cái mức giá là 2,7 tỷ. Hướng nhà là hướng Đông Bắc thuộc về Tây Tứ Mệnh. Với căn nhà, một cái thiết kế công năng sử dụng là đường trước nhà là đường 5m, sân trước là 6m, sân sau giếng trời là 6m, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Và tất cả đều có cảm giác rất là thoải mái và an toàn, an ninh. Và ở đây thì sổ hồng riêng thổ cư 100%, vay vốn được ngân hàng 50-70% giá trị nhà. Với mức giá 2,7 tỷ cô chú anh chị ơi, còn thương lượng mạnh mẽ chính chủ bên Tâm luôn. Nếu yêu mến Tâm và thích những mẫu nhà bên Tâm thì hãy đăng ký, like, share, comment kênh của Tâm hoặc là giới thiệu cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp, những ai có nhu cầu mua nhà, đổi nhà, đầu tư hãy giới thiệu cho Tâm nha. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.